Đây này, chủ yếu là vách kính thì cái chỗ này chi tiết giống nhau đúng không? Giao nhau vách vách, ví dụ như ăn vào trong ăn ra ngoài, ví dụ đây còn không biết ăn vào trong ăn ra ngoài, ăn vào trong này là chỗ này lại phải có G đúng không? Đấy, lại lại rất là mệt đấy, ví dụ như thế thì chúng ta phải biết là à cái vách kính này nó ăn vào trong hay ăn ra ngoài, đây chơi phải thẳng vào giữa đấy nha. Các bạn phải hiểu là khi các bạn làm ấy thì các bạn phải biết là cái vách kính này ăn ở mép trong hay ăn ở mép ngoài nha. Ăn ở mép trong lớp vữa chát thường thì nó sẽ để vào vào một tí đúng không, chứ để nó còn lấy chỗ nó bơm keo chứ hiểu không, nó để một phân rưỡi để nó còn cái chỗ bơm keo, giống như là nó còn chỗ bơm keo chứ nó thẳng tuột với tường thì bơm kiểu gì, bơm ngang là sao mà ăn hiểu không. Nó tạo thành một G như này này thì nó bơm keo ở đây này để nó miết mạch ấy, hiểu đề chưa? Đấy thì vấn đề là các bạn sẽ thấy là một loạt ở đây cái vách kính này nó là sao, nó chưa chính xác đâu đây này đúng không, vách kính này cứ ăn vào gì, ăn ở giữa này thấy không. Nhưng mà ví dụ bây giờ tôi muốn di chuyển thằng này vách kính này ra ngoài này cơ thì sao? Đấy thấy không, câu chuyện này này thì nó mới phù hợp với cái liên kết kia chứ. Đúng không? Thì cái liên kết này chúng ta lại phải cắt lại, vì cái liên kết này vách kính nó đang ăn ở bên là sao? Ăn ở bên trong. Đúng không? Sao chỗ này nó bị làm sao đấy nhỉ? Sao lại bị hai cái vách kính ở đây nhỉ? Sửa mô hình này mệt lắm, các bạn không biết sửa mô hình ấy, các bạn không vẽ được từ đầu ấy thì các bạn sẽ thấy là các bạn không có cái cách vẽ mô hình từ đầu ấy thì các bạn sẽ rất là mệt. Nói chung là thà đi vẽ lại của thằng khác còn hơn là ngồi sửa nha. Nhưng mà khi các bạn phải đạt được đến một cái trình độ nhất định rồi thì cái việc sửa của bạn nó mới làm sao mới ok được, chứ không là chúng ta làm sao chết đấy. Sửa mô hình mệt lắm đấy, thấy không, lớp vữa chát này đấy. Xử lý đấy, ông này còn chẳng biết là cái cửa này nó đi ra đâu nữa. À đây, cái này thì lại đúng đấy, có những cái đúng thì có cái lại sai, thấy không. Đấy, dụ mail này thì mép này bây giờ cái thằng gạch lát qua đây nó như nào, nó lại phải lát chờm ở đây này, cái viên gạch lát sàn này này nó không phải lát như này đâu mà nó phải lát thêm một như này nữa này, có đúng không các bạn? Chặn cửa đây, chỗ đấy thì nó là như này rồi thì không nói làm gì, chỗ đấy thì nó là giữa hai thằng này thì nó có một cái viên chặn cửa ở đây rồi đây, đây nó có viên chặn cửa rồi đây này, viên hách chéo này đây, đây viên chặn cửa này đây này, đá granite này thì nó khác rồi. Nhưng mà chỗ này ấy nó bây giờ tôi lại chọn cái mặt cắt này, cắt qua vị trí này. Tôi thật nha, các bạn phải hiểu là làm với bọn nước ngoài ấy trông cái thôi nhìn nó vẽ rất đất a đơ nha, rất nhiều mặt cắt ở trên vị trí phà sát này, cứ một tí một đoạn nào lại có mặt cắt qua vị trí đấy để tao xem. Mà nó chủ yếu bạn vẽ nó chủ yếu chi tiết của nó ra là như này, nếu bạn nào làm với nước ngoài bạn ấy sẽ biết, cứ một đoạn tường này lại có một đoạn này, cứ một tờ đoạn tường lại có một đoạn này, hiểu không? Vì các bạn sẽ thấy ở đây là làm sao, cái mặt cắt này nó thuộc về mặt cắt chi tiết này. Ví dụ như cái liên kết này nó khác với liên kết này, liên kết này là có cả hệ này và vách kính này vào bên trong đúng không, còn đáng nhẽ những cái này chúng ta phải được thể hiện ở cái phần gì,
Còn chi tiết vách, chi tiết cửa đúng không? Chi tiết vách, chi tiết cửa nhưng mà chúng lại không thể hiện. Chi tiết vách, chi tiết cửa này không thể hiện được cái đấy, mà chính là cái này này. Thì các bạn chỉ cần đặt một cái mặt cắt nữa ở đây. Thì các bạn chỉ cần xử lý cho tôi vị trí ở giao nối giữa cái này, ok. Đây. Đấy, bây giờ cái thằng mặt cắt này lại như này cơ. Thế nó mới đau đầu. Đây này. Sàn nó vào như này này. Còn thằng này là gì? Vẫn là tường này. Này. Trừ 50. Ừ. Đây này. Đúng không? Chọn này. Architecture section này. Này. Thấy không? Còn giờ chúng ta lại phải cô nao chi tiết cái đống này ra. Thế nó mới đau đầu. Đấy. Thì chỗ này chúng ta dùng detail này. Đúng không? Khi nào chúng ta dùng detail? Detail là cái cuối cùng rồi. Các bạn hiểu không? Cuối cùng rồi. Này. Cái này là liên kết với cả sân vườn. Này. Chi tiết này 1/25. Đây, add nó vào chi tiết kiến trúc này. Đấy, tự động là các cái nét này làm sao? Nó về hết. Nét cắt. Còn riêng mỗi ông tường này, này. Tường này là cắt pattern, cắt line. Override element này. 04 này. To quá. Đen này. Ok. Này. Đấy. Chi tiết nó đúng là như này này. Thấy không? Thì thấy ông sân vườn đây này. Ba lăng nhăng linh tinh vữa chát. Ừ. Đấy, thì các bạn sẽ thấy đây, chi tiết đây. Thì chi tiết này lại khác. Còn cái này thì chúng ta làm như kiểu đến bản xốp, bản thi công ấy. Đúng không? Nhưng mà chúng ta không đưa ra những cái chi tiết này trên kiến trúc thì làm sao? Thì nó là không đúng đâu. Vì những chi tiết đấy là những chi tiết kiến trúc phải đưa ra. Còn xốp ở trong đấy là nó dùng cái nhôm bao nhiêu, kích thước như nào, thì lúc đấy nó sẽ dùng bản xốp. Chứ còn mình mà không đưa ra phương án là ví dụ như này, vừa lúc như vừa đấy thì cái vách kính này ngồi trên này, mà sàn nó thì lại ăn đến đây thôi, mà tường cái đoạn nhô này ra thì nó cứ nghĩ là chỗ này là sẽ này sau này sẽ cán nền, đúng không? Mà nếu mà ông lát rồi ông lát hết ra đến mép này, mép này sau ông lát vào đây thì bây giờ cái mép này sau này chát vào mép này thì bây giờ nước ở chỗ này nó sẽ vào đây ngay, mà bắn lên trên cái sàn gạch này thì vỡ hết gạch, có đúng không? Lát nền xong mà bắn nhôm xuống đấy thì không mà gãy hết, vỡ hết gạch. Đấy, những cái chi tiết này là những cái chi tiết nhớ nhá. Vách kính sát sàn này. Được nhá.